Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Gap Finance. Để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả như video mà tôi đang sẽ tắt chatbot nữa. Rồi bạn chờ chút xíu qua. Sau đó thì hiện gấp trà, bạn lướt gấp trà để đi tiếp nha các bạn. Rồi, các bạn continue các bạn. Sau khi bạn bấm continue xong thì nhiệm vụ đầu tiên bạn join lên group nè. Bạn đắp nè, join tiếp kênh seller nè. Bạn đắp lên follow tại Twitter, like và tweet tăng 3 người bạn nè các bạn. Trên tại Twitter nè, bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like nè, các bạn chỉnh trang tweet nè. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Tweet lên nè. Sau đó thì bạn đắp lên nè. Tiếp tục subscribe kênh seller nữa nè. Kênh seller nữa bạn đăng ký nha bạn. Rồi bấm đăng ký nè. Tiếp tục join kênh seller nữa nè. Rồi tiếp tục follow tại Twitter và đi report nè. Like nè, các bạn tại tweet nè. Sau đó các bạn bắt đập lên nè. Subscribe kênh YouTube nè, like và share video nữa nè. Rồi các bạn nhấp vào nha các bạn. Rồi anh chia sẻ video nữa nè, bạn tweet lên nè. Đăng test nè, like video luôn nè. Rồi bạn đắp lên nè. Rồi bấm submit detail nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có son kênh seller kênh gấp không bấm don nè. Bot lót chậm quá các bạn. Rồi sau đó các bạn gửi đường link và profile tại Twitter của mình nè. Thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Trên tờ Twitter nhấp ba gạch cùng, nhấp vào một user nè. Nhấp ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nè. Bạn bắt đắp lên nè. Mọi người lên chatbot nè. Sau đó các bạn gửi đường link YouTube của mình nha bạn. Thì bạn mở YouTube mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào bản auta mình nè. Nhấp vào kênh của bạn nè. Nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi bạn gửi lên chatbot nè. Sau đó các bạn join vào kênh iGroup này nè. Xong thì bạn bấm don. Ui trời, cũng bot nữa, sao chậm ghi vậy trời. Sau đó hồi tôi quyết thì bấm Z nha các bạn. Sau đó các bạn gửi địa chỉ BNB xe máy trên BET20 trên YouTube chocolate của tất cả các bạn. Bạn copy địa chỉ anh thác BB mình nha bạn, gửi lại cho bot nè. Sau đó các bạn việc lấy đăng ghép và chia sẻ cho ông bè và người thân nó kiếm thêm tôi cần nha các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.